Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an Chúa Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã sống phạm lên Chúa. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng. Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố đặt trên giường, trên chõng, để khi ông Phêrô đi qua, đó là nơi Chúa. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, người khen Chúa. Phần hội ý thức tuyển chọn bắt đầu bằng việc giới thiệu các tiến chức. Mời các thầy sắp thụ phong phó tế tiến ra. Thầy Anton Vũ Văn Chính, thầy Phêrô Anton Mai Văn Công, thầy Phaolô Đỗ Thanh Diệu, thầy Phêrô Dương Văn Hiên, thầy Giuse Đinh Ngọc Cảnh, thầy Francisco Xavier Nguyễn Văn Huy, thầy John Bautista Đậu Tiến Dũng. Hội Thánh Mẹ chúng ta xin ra phong chức có thế cho những thầy này. Và nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tiện chọn các anh em chúng ta đây lên chức có thế. Ta ơn Chúa. Mời các thầy sắp thụ phong linh mục tiến ra. Thầy Giuse Chu Văn Liên, thầy Giuse Đỗ Đức Vượng, thầy Phêrô Trần Văn Bình, thầy Anton Nguyễn Anton. Xin được phong chức linh mục cho những thầy này. Cha có biết những thầy này xứng đáng không? Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý người phụ trách biểu quyết, con chứng nhận những thầy này được coi là xứng đáng. Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta và nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn các anh em chúng ta đây lên chức linh mục. Ta ơn Chúa. Các con rất thân mến, trước khi lên chức phó tế, các con phải tuyên bố trước mặt dân chúng quyết tâm của các con về nhiệm vụ sắp lãnh nhận. Các con có muốn được thánh hiến do việc đặt tay của cha và ơn Chúa Thánh Thần để thi hành các thừa tác vụ của Hội Thánh không? Các con là người đã sẵn sàng giữ sự độc thân. Các con có muốn suốt đời giữ quyết tâm này, làm bằng chứng các con đã dâng hiến tâm hồn mình cho Đức Kitô vì nước trời, để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại không? Con cơ hướng kính trọng và vâng phục giám mục giáo phận cùng bề trên hợp pháp của con không? Thưa con hướng. Đưa con hướng. Trên Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nên tâm. Mời các tín chức linh mục tiến ra.
các con rất thân mến. Trước khi lên chức linh mục, các con phải tuyên bố trước mặt dân chúng quyết tâm của các con về nhiệm vụ sắp lãnh nhận. Vậy các con có muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ tư tế ở bậc linh mục như là cộng sự viên tốt của hàng giáo mục trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không? Các con có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô thượng tế, đấng đã tự hiến mình cho Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta, và có muốn cùng với người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không? Con cần hứa kính trọng và vâng phục Đức Giám mục Giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Thưa con hứa. Thưa con hứa. Thưa con hứa. Thưa con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa. Xin cho các thầy được dồi dào các nhân đức phúc âm, chân thành yêu thương, lo cho người bệnh và người nghèo, khiêm tốn thi hành quyền bính, sống đời trong sạch, tuân giữ kỷ luật đời sống thiên liêng. Toàn năng hàng hữu là đấng tạo dựng phẩm giá con người
và là đấng ban phát mọi ơn. Từ thuở xa ấy, Chúa yêu con rồi, giữa muôn muôn người, Ngài đã gọi con. Tin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà Chúa Cha đã sức giàu bằng thánh thần và sức mạnh, gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng nghi lễ lên Thiên Chúa. Con hãy nhận lễ vật của chân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và gặp đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Tình yêu ban đầu đừng còn đi, dù bao gian khó Chúa luôn song hành. Chung thành với thánh chức của mình và nhớ đến bố mẹ trong thánh lễ,
và đừng chờ kinh nguyện để đáp đền phần nào ơn nghĩa sinh thành dựng dục của bố mẹ. Nguyện xin Chúa đã công bội hầu và ban cho đức cha, quý cha và toàn thể quý vị muôn ơn lành hồn sáng. Chúng ta có bó hoa tươi thắm kinh dân lên. Chúng con cảm ơn đức cha đã mau mắn nhận lời đến với chúng con. Chúng con mời đức cha không phải là vì chúng con thấy người sang rồi tắc quàng làm họ, mà bởi vì giữa chúng con anh em Francisco với đức cha có một mối liên hệ rất là đặc biệt. Chúng con xin đức cha chúc lành cho chúng con và cầu nguyện cho chúng con. Và hôm nay tôi xin được chúc mừng ngài rằng có các tiến chức trong đức linh mục cũng như là chức phó tế, và xin tin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây.